Hello anh em, xin chào tất cả các con vợ và các đầu gấu nhé, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và cái này thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với số vốn là 29 viên anh em nhé. Anh em hãy cùng theo dõi. Và ở cái này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái công thức hỗn hợp này, công thức hỗn hợp anh em nhé. Và rồi, nếu mà công thức hỗn hợp thì cái tỷ lệ chính xác nó không thể cao bằng cái xu hướng câu đuôi của mình. Ăn cơm no nó cứ đẩy mình đầy lên cổ anh em. Hồi tay này đánh đại đi, đánh đại một tay đi, khởi động để đéo vào kịp anh em ạ. Không vào kịp này, vào kịp là húp mẹ rồi, vào kịp húp mẹ rồi. Thôi kệ đi, không sao. 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sành đều, 5 là vào tài, 5 lẻ vào tài. Ok, hai viên anh em nhá. 2 viên. Ok. Đối với những anh em là chúng ta mới chơi thì em lên lưu ý cho mình như sau nhá. Anh em mới chơi thì anh em cần chuẩn bị cho mình một số vốn đầy đủ để chúng ta có thể theo được cái xu hướng cầu này. Và tiếp theo anh em phải lựa chọn cho mình con game uy tín anh em nhá. Một con game uy tín, anh em nhớ phải uy tín, nạp rút nhanh thì anh em chúng ta mới thể chiến đấu được. Và cái tiếp theo thì anh em phải xem video của mình để theo dõi những cái đường cầu của mình để chúng ta nắm được, chúng ta hiểu được. Đấy. Mày ok, khung cầu này thì tay đầu tiên nó chưa ra anh em nhé, không sao, chúng ta sẽ chờ đón ở tay tiếp theo. Ok, ở tay tiếp theo khung cầu này 6+1 là 7 lẻ tài anh em ơi, nó vẫn là báo tài. Ok, mình sẽ vào 2 viên, 4 viên, sorry anh em nhé. 4 viên, tay đầu không ra, tay này mình phải vào thêm chứ đúng không? 4 viên. Đối với anh em chúng ta là học sinh sinh viên, chúng ta có vốn nhỏ nhá, vốn nhỏ từ 1-2 m đi thì anh em nên vào cho mình mỗi tay 50k thôi, chỉ 50k thôi anh em nhé. 50k là mỗi k chúng ta có thể chốt lãi được 3 đến 5 lít rồi. Đấy, đấy là một cái chia sẻ thật lòng của mình để anh em chúng ta có thể chốt lãi được. Rồi, thành công luôn chứ, thành công luôn chứ anh em, quá thành công rồi. Khu cầu này là đã ra ở tay thứ 2, thành công rực rỡ rồi. Đối với cái phương pháp này thì chơi đúng là chỉ có lụm tiền nhà cái thôi. 12 với 2, 12 với 6 là kết quả chẵn, mình chẵn tải, mình chẵn xỉu đi chẵn tải. Ok, pha tài 2 viên. Anh em nào chúng ta mà có xem được video của mình, cảm thấy yêu mến mình, cảm thấy cách bắt cầu của mình hay, anh em nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả này tiếp theo này. Tay này thì hy vọng nó ra khung cầu này thì nó ra tay đầu tiên luôn thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi, anh em hiểu không? Để chúng ta rút ngắn được thời gian chốt lãi. Rồi, đúng như mình nói luôn anh em ơi, khung cầu này thì nó ra luôn ở tay đầu tiên, uy tín rực rỡ luôn đúng không anh em? Đấy, quá nét, nét như Sony luôn. Thì cũng sắp Tết đến xuân về rồi thì mình cũng có một lời chúc gửi đến tất cả anh em nào có xem được video của mình cùng người thân gia đình một năm mới gọi là an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn anh em nhé. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái tinh thần, một cái sức khỏe để dành cho năm mới mạnh khỏe và phát triển hơn. 12 với 6 là đi 18 chẵn xỉu. Ok, chốt tài xỉu 2 viên. Anh em nào chúng ta còn nợ thì anh em cố gắng lên. Nói chung là đâu sẽ có đó, thì chó sẽ có mắm tôm, nợ nần thì công nợ giả dần thôi. Anh em nào chúng ta chưa có phương pháp thì anh em cứ xem video của mình thì chúng ta sẽ học hỏi được những cái phương pháp mà chúng ta có thể chốt lãi nhanh chóng anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi vào kết quả tay tiếp theo. Rồi, ở tay tiếp theo, ở khung cầu tiếp theo này thì ở tay đầu tiên nó chưa ra anh em nhé. Không sao, thì mình sẽ vào tay thứ hai. Ở tay thứ hai này thì 17 cộng 6 là đi 23, 23 để tài. Tay này phải vào 4 viên thôi. Đó. Phải vào 4 viên thôi. Tay trước vào 2 rồi mà. Ok. Vừa trả lời mấy cậu trả lời tin nhắn điện thoại mấy cậu em nhờ mình kéo đấy. Thực ra là giờ này rất là bận rộn đấy, để mà kéo hộ thì các bạn thì nó cũng phải có thời gian anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào kết quả tay này. Rồi lên như này thì khó rồi, đập bát ném luôn. Như vậy là ở khung cầu này tay thứ hai nó vẫn chưa ra anh em nhé. Tay thứ hai vẫn chưa ra thì mình sẽ đi vào tay thứ ba. Không sao cả. Không sao cả anh em nhé. Đấy, vừa rồi là 17. 17 cộng 6 là đi 23 đấy. Và là bây giờ 9 cộng 1 là 10 chẵn xỉu này. 9 cộng 1 10 chẵn xỉu anh em nhé. Hiện tại tay này mình phải vào bắt buộc phải vào 8 viên thôi. Mà mình vào hẳn 10 viên luôn đi. Thường nó sẽ ra tay thứ hai hoặc tay thứ ba anh em nhé. Đấy. Cái tay này mà được mình sẽ chốt lại luôn. Đấy. Thường nó sẽ ra tay thứ hai hoặc tay thứ ba. Thì ở tay thứ ba thì cái tỷ lệ chính xác, ví dụ mà nó đã mình đã tay thứ hai không ra rồi tay thứ ba thì mình sẽ đem vào căng thêm một chút đấy, bởi vì thường nó sẽ ra tay thứ ba là muộn 3 hoặc 4, nhưng mà thường 4 ít lắm đấy. Nhưng không sao, mình vẫn còn đủ vốn để mình vào tay thứ 4 mà, đấy, nó không vấn đề gì cả. 2 1 bây giờ ấy sao lại lag à? Như nào anh em? Uy tín chưa? Đấy, anh em thấy độ uy tín của mình chưa? Quá là uy tín luôn anh em. Như vậy là mình thành công ở cái ca này anh em nhé. Mình mỗi ca mình chỉ chốt lãi khoảng 5-7 viên thôi. Như ca này là 29 lên 36 là đi 7 viên rưỡi rồi anh em ạ. Là quá ok đúng không anh em? Anh em xem video của mình cảm thấy hay, đừng quên mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nhá.